Hơn 4 vạn người, 8 chương trình lớn nhỏ tái hiện thời kỳ đáng nhớ, chuỗi sự kiện mừng Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh. Trong 4 ngày miền Bắc đón thời tiết giá lạnh, từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11 năm Quý Mão, chùa Ba Vàng đón hơn 4 vạn người dân, Phật tử về tham dự chuỗi sự kiện kính mừng 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh. Chuỗi sự kiện này không chỉ giúp người Việt hiểu thêm về vị vua vĩ đại của dân tộc, vua Trần Nhân Tông, mà còn giới thiệu với bạn bè quốc tế lịch sử hào hùng của dân tộc, mang bản sắc văn hóa của Việt Nam đến gần hơn với người nước ngoài. Trong đêm khai mạc đại lễ, mùng 10 tháng 11 năm Quý Mão, nghi thức rước đuốc diễn ra trong không khí linh thiêng, trang trọng. Thầy Thích Trúc Thái Minh, chủ trì chùa Ba Vàng, đã đón nhận ngọn đuốc từ Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 15, mua lửa đuốc lên ngọn Pháp Đăng. Chương trình có sự quang lâm của chư tôn đức giáo phẩm trong nước cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trung ương, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, sự kiện còn thu hút nhiều nhà báo, phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí, đài truyền hình về đưa tin. Là những người đệ tử Phật, mỗi người con Phật Việt Nam chúng ta cần góp phần phát triển tinh hoa tốt đẹp của Phật giáo mang bản sắc Việt Nam, của tư tưởng Trần Nhân Tông và văn hóa đời Trần, cũng như văn hóa truyền thống Việt Nam nói chung, góp phần vào sự nghiệp xây dựng con người Việt Nam mới trong thời đại toàn cầu hóa. Chúng ta cũng cần tích cực hoạt động xã hội, kết nối yêu thương, giao lưu văn hóa, học thuật trong và ngoài nước để củng cố đoàn kết dân tộc, tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân các nước. Tiếng diễn ra chương trình đã khiến nhiều khán giả trầm trồ với âm thanh, ánh sáng, những bài hát mang âm hưởng truyền thống, ca ngợi Phật Hoàng. Người biểu diễn hôm nay thì hầu hết đều là người trẻ. Những người này thì vốn không phải là nghề biểu diễn, mà có công việc khác như là thành viên của các cái câu lạc bộ của chùa Ba Vàng thể hiện và nói rất chuyên nghiệp, rất nhiệt tình và có cái suy nghĩ chiều sâu lịch sử, tái hiện lịch sử. Và tiết mục đặc biệt được chuẩn bị công phu trước 2 tháng là màn biểu diễn thời trang tái hiện nét văn hóa thời Trần. Tiết mục đã đưa mọi người cảm nhận rõ hơn dòng chảy văn hóa truyền thống, tự hào về một triều đại có 102 trong lịch sử dân tộc. Từ cái câu chuyện, từ cái những cái phần lời nói của ngài đến tái hiện những cái trang phục thời đó, nó thể hiện đây những việc nó không có tâm không thể làm được. Cho nên là hôm nay thì dự đây tôi rất là xúc động, rất là vui và đánh giá rất cao cái sáng kiến của chùa Ba Vàng nhân dịp này để chúng ta có dịp tưởng nhớ tới Phật Hoàng Trần Nhân Tông, góp phần giáo dục cái truyền thống yêu nước, cái lòng tự hào dân tộc. Chương trình khép lại với màn pháo hoa bùng nổ trên bầu trời tỉnh Lạng Sơn.
để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả. Lễ cung rước và chiêm bái xá lợi Phật. Thượng tọa Sayadaw Uwepula, trụ trì tu viện Parami và bảo tàng xá lợi Phật quốc tế Parami, thành phố Yangon, Myanmar, đã hoan hỷ đến tham dự đại lễ và cung thỉnh xá lợi tóc Đức Phật từ Myanmar về chùa Ba Vàng. Lễ chiêm bái xá lợi Phật được diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 11 năm Quý Mão, trong niềm xúc động, hân hoan của hàng vạn nhân dân Phật tử. Đây cũng là lần đầu tiên xá lợi tóc được cung thỉnh về chiêm bái tại Việt Nam, là niềm hạnh phúc không chỉ của người Phật tử chùa Ba Vàng nói riêng mà còn của đông đảo Phật tử, người dân Việt Nam nói chung. Kính thưa đại chúng, trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy A Nan thế này: khi Phật còn tại thế, có người đem vàng bạc bảy báu, y phục, thức ăn đồ uống, tất cả đồ dùng vân vân mà cung kính cúng dường Như Lai. Và sau khi Phật nhập diệt, nếu có người đem những vật như trên mà cung kính cúng dường xá lợi của Ngài, thì hai người này được phước đồng nhau, công đức vô lượng, vô biên. Diễu hành rước xe hoa. Chương trình diễu hành trong khuôn viên chùa có sự chứng dự bởi hàng trăm chư tôn đức tăng cùng hơn 4 vạn người dân tham dự. Toàn không gian chùa là hình ảnh cờ thời Trần, các loại hoa nhiều màu sắc cùng những người dân với gương mặt rạng rỡ trong trang phục thời Trần. Chương trình diễu hành xe hoa kính mừng 765 năm ngày Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh xin đáp được bắt đầu. And let us begin the parade now. Các đoàn lân sư rồng, khối phướn với những họa tiết Phật giáo, lá bồ đề thời Trần, đoàn rước đuốc cùng các khối xe vô hình nối đuôi nhau diễu hành dọc đường núi mang đến nhiều cung bậc cảm xúc. Nước mộ, 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 nước mộ
đứng giữa đường, chúc con hát ca mừng, đứng vì chí ca về sân soi mãi rằng thì hiện bậc quân vương hồng dương pháp quốc anh đẹp theo lời đức thánh ca chúng ta hát ca kết đoàn bằng sắc thân hồng. Bên cạnh các chương trình trên, những hoạt động ý nghĩa nhằm tán dương, ca ngợi sự đản sinh vĩ đại của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông cũng lần lượt được diễn ra như hát tán dương Phật Pháp Tăng. Mở đầu chuỗi sự kiện, buổi tối ngày 9 tháng 11 năm Quý Mão, tức ngày 21 tháng 12 năm 2023, các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng đã xếp hình 765 năm, con số kỷ niệm sự đản sinh của Phật Hoàng Trần Nhân Tông và cùng nhau dâng những lời ca, tiếng hát để ca ngợi Phật Hoàng Trần Nhân Tông, tán dương Pháp Lục Hòa mà Ngài đã khéo léo áp dụng để trị vì đất nước, đặc biệt là sự xuất gia cao quý để tiếp nối hạnh Đầu Đà, gìn giữ chúng tăng. Dâng vật phẩm cúng dường tại Yên Tử, Quảng Ninh. Rạng sáng ngày 10 tháng 11 năm Quý Mão, tức ngày 22 tháng 12 năm 2023, cô Phạm Thị Yến, chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng cùng các Phật tử trong câu lạc bộ đã tề tựu về non thiêng Yên Tử, Quảng Ninh, dâng phẩm vật tại tháp Huệ Quang, chùa Hoa Yên và bảo tượng Phật Hoàng. Chúng con được học tu pháp Lục Hòa, pháp mà xưa sơ tổ dạy cho muôn dân Đại Việt. Chúng con vô cùng hạnh phúc nhờ được tu pháp Lục Hòa mà chúng con thấy được giá trị của chánh pháp mà đấng Cha lành Phật Thích Ca đã đi. Chúng con nguyện sơ tổ gia trì cho chúng con được đi theo dấu chân của sơ tổ. Không gian văn hóa, cuộc đời và sự nghiệp Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Trong triển tái hiện nét truyền thống, không gian văn hóa, cuộc đời và sự nghiệp Phật Hoàng Trần Nhân Tông được khai mạc. Nơi đây phỏng dựng lại những nét đặc trưng thời Trần như ẩm thực, họa tiết, gấm vóc. Em cha ông chúng ta, vâng, và đã khổ nhập như vậy để giữ gìn bảo tồn văn hóa đến bây giờ này. Từ cha ông chúng ta đã sống qua những giai đoạn như vậy này, còn rồi để có chúng ta ngày hôm nay, nào cũng từ những khung cười này mà đắp ấm cho thân của tổ tiên chúng ta mà rồi có chúng ta, bây giờ có hiểu không? Vâng. Tổ tiên chúng ta không có những cái bài như xưa đi các vị chết rồi, chết rét rồi, mình không có mặt bây giờ đâu, đúng không? Ngoài ra, lần lượt các nghi thức tâm linh Phật giáo cũng được diễn ra trang trọng như lễ dâng vật phẩm cúng dường Phật Hoàng Trần Nhân Tông, lễ đặt bát cúng dường Chư Tôn Đức Tăng. Và để cho hàng vạn nhân dân, Phật tử về chùa dự lễ, nhà chùa đã chuẩn bị cơm ăn nước uống miễn phí, thơm ngon, ấm lòng người đến, vui lòng khách đi. Chuỗi sự kiện kỷ niệm 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh diễn ra thành công nhờ có sự chỉ dạy của chuyên thầy trụ trì Thích Trúc Thái Minh, chư tăng và tinh thần phụng sự của cư sĩ Phật tử chùa Ba Vàng. Với 8 chương trình được diễn ra, 4 vạn người về chùa cùng hàng vạn người theo dõi trực tuyến như hòa chung một nhịp trong niềm phấn khởi đón mừng sự kiện Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh. Đây cũng là dịp để mỗi người dân có cơ hội hiểu hơn về lịch sử, tự hào về văn hóa, truyền thống quý báu mà ông cha ta để lại. Và từ nhân duyên này, hình ảnh về con người, Phật giáo Việt Nam, lịch sử, văn hóa Việt Nam đã được lan tỏa rộng hơn đến chư tăng ni và bạn bè quốc tế. Chương trình tuy đã kết thúc nhưng để lại nhiều dấu ấn trong lòng người tham gia.